Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần trước, sau 30 năm thực hiện chính sách mở cửa, hiện Việt Nam hiện đang là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên thì ngoài kỳ vọng về vốn đầu tư, Việt Nam còn có một kỳ vọng lớn lao khác, đó là tính lan tỏa về công nghệ từ các doanh nghiệp FDI qua nền kinh tế. Song trên thực tế, sự lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp FDI sang doanh nghiệp trong nước còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước. Vậy đâu là giải pháp trong thời gian tới? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên đề tuần này với chủ đề chuyển giao công nghệ sau 30 năm thu hút FDI. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Với 100% vốn đầu tư Nhật Bản, sau hơn 17 năm hoạt động sản xuất tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam đã không ngừng phát triển và khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng đầu với tốc độ tăng trưởng và quy mô sản xuất ngày càng được gia tăng tại Việt Nam. Hiện với 3 nhà máy tại Bắc Ninh, Hà Nội và các vùng lân cận, Canon Việt Nam hiện có hơn 23.000 lao động. Điều khiến Canon Việt Nam cảm thấy tự hào nhất là đã có rất nhiều hoạt động trực tiếp, hữu ích, đóng góp vì lợi ích cộng đồng, đã chung tay cùng chính phủ Việt Nam mang lại nhiều điều kiện sống, làm việc, học tập tốt hơn cho cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự nghiệp giáo dục của đất nước Việt Nam, cũng như rất nhiều doanh nghiệp FDI khác đang đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi đã chủ động xây dựng một số kế hoạch phát triển thị trường và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Samsung đầu tư tại Việt Nam từ năm 1996 với một liên doanh quy mô nhỏ. Sau 10 năm hoạt động tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký của Samsung hiện là 17 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, có 6 nhà máy tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh, tạo việc làm cho 136.700 lao động với thu nhập bình quân 11 triệu đồng một tháng. Ngoài những ưu thế của Việt Nam như ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh, an toàn cho nhà đầu tư, chính phủ thực hiện cải cách mạnh mẽ bộ máy nhà nước để tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi hơn. Cùng với đó, Việt Nam đã có nguồn nhân lực dồi dào, đáp ứng yêu cầu của công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, các kỹ sư trẻ Việt Nam làm việc tại các trung tâm R&D Hà Nội có trình độ nghiên cứu cao, đáp ứng đòi hỏi của Samsung. Công nhân tại các nhà máy đạt năng suất lao động khoảng 80% công nhân Hàn Quốc, nhưng thu nhập chỉ bằng 1/3. Không chỉ có Samsung, Canon mà còn rất nhiều các thương hiệu tập đoàn toàn cầu đã xuất hiện tại Việt Nam. Bởi bên cạnh cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút FDI của Việt Nam tiếp tục khả quan nhờ hưởng lợi khi có nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực về triển vọng cũng như cơ hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam là nước tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do nhất trong khu vực châu Á, sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam sẽ được hưởng các mức thuế xuất nhập khẩu hàng hóa tốt nhất. Đây là điều khiến cho Việt Nam trở thành một trong các quốc gia cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam mở cửa thu hút FDI đã được 30 năm kể từ khi luật đầu tư nước ngoài năm 1987 được thông qua. Đến nay, tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2018 đã có 129 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với 26.646 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 334 tỷ đô la Mỹ, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 61,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ hai với 55,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo, lần lượt là Singapore, Đài Loan, Hồng Kông. Còn đến những giai đoạn gần đây khi mà kinh tế nước ta đã từng bước đã chuyển đổi và đã trở thành một cái nền kinh tế thì đất nước ta hoạt động theo một cái cơ chế thị trường một cách đầy đủ, vận hành theo một nền kinh tế thị trường một cách đầy đủ đấy, thì đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục có những cái bổ trợ rất quan trọng về vốn, vẫn tiếp tục là một cái lượng quan trọng để bổ sung nguồn vốn cho cái tổng đầu tư toàn xã hội của Việt Nam. Về khoa học công nghệ, chúng ta cũng đã từng bước hạn chế được các cái các cái dự án, những cái dự án mà nó có cái công nghiệp, cái công nghệ lạc hậu mà chúng ta đã lựa chọn được những cái công nghệ mang tính chất tương đối hiện đại, tiệm cận với cả cái công nghệ của khu vực cũng như cả thế giới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng thông qua các dự án FDI, trình độ công nghệ sản xuất trong nước đã được nâng cao một cách rõ rệt so với thời kỳ trước đây, thu hút được một số công nghệ tiên tiến hiện đại sản xuất ra các sản phẩm mới trước đây Việt Nam chưa từng có. Doanh nghiệp FDI đã tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao với hình thức mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường trong nước, góp phần thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài như cơ khí chế tạo.
Khi thu hút đầu tư nước ngoài, ngoài kỳ vọng về vốn đầu tư, Việt Nam còn có một kỳ vọng lớn lao khác, đó là tính lan tỏa về công nghệ từ các doanh nghiệp FDI qua nền kinh tế. Song cho đến nay, số doanh nghiệp trong nước được chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI rất ít ỏi. Đây là trăn trở của các nhà quản lý trong thời gian tới. Được thành lập năm 1998 với mục tiêu trở thành một thành phố khoa học và công nghệ của khu vực phía Bắc, tuy nhiên, sau 20 năm hoạt động, khu công nghệ cao Hòa Lạc mới chỉ có 81 dự án đầu tư vào đây. Trong đó chỉ có 14 dự án đầu tư chuyển giao khoa học công nghệ từ các doanh nghiệp FDI, một con số quá khiêm tốn so với mục tiêu kỳ vọng. Với khu công nghệ cao Hòa Lạc thì cái thu hút FDI của chúng tôi là có thể nói là gặp khó khăn. Như tôi nói ban đầu, phải có tiêu chí đầu tư vào nghiên cứu triển khai, cho nên nhiều các doanh nghiệp nước ngoài khi mà đầu tư vào Việt Nam hoặc là đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng chưa muốn đầu tư vào nghiên cứu triển khai. Do vậy thì cái kết quả thu hút FDI của chúng tôi được 14 dự án trên tổng thể là 85 dự án thì đó nó cũng không phải là số liệu lớn. Chuyển giao công nghệ thông qua các doanh nghiệp FDI chưa đạt như kỳ vọng không phải là câu chuyện mới. Nhìn lại giai đoạn 2006-2015, trong 14.000 dự án FDI mới có khoảng 600 hợp đồng chuyển giao công nghệ, đạt 4,28%. Đặc biệt là về chất lượng của các công nghệ được chuyển giao, có hơn 80% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ trung bình của thế giới, 14% ở mức thấp và lạc hậu, chỉ có 5-6% sử dụng công nghệ cao. Ví dụ như là khi các doanh nghiệp FDI, khi họ vào Việt Nam, nếu như chủ yếu họ tận dụng cái lao động giá rẻ, thì đương nhiên rằng các cái công nghệ mà gọi là công nghệ cao của họ cũng không nhiều. Và chính vì vậy mà cái chuyển giao cho doanh nghiệp trong nước cũng không nhiều. Một cái thực trạng thứ hai liên quan đến việc là cái năng lực hấp thụ của doanh nghiệp Việt Nam. Thì chúng tôi đều nhìn thấy rằng là nhìn chung ấy thì năng lực hấp thụ của doanh nghiệp Việt Nam là thấp, bởi vì nó liên quan đến cái đầu tư cho R&D cũng như là các cái khoản gọi là đầu tư cho máy móc và trang thiết bị. Khi mà cái khoảng cách công nghệ khá là cao thì cái việc chuyển giao công nghệ nó khó có thể xảy ra. Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2016, hiệu quả chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI của Việt Nam thấp ở mức đáng ngạc nhiên và có xu hướng ngày càng bị đẩy ra xa so với các quốc gia trong khu vực. Cụ thể, năm 2009, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 57 trên toàn cầu về tiêu chí này. Nhưng đến năm 2014, Việt Nam đã tụt xuống ở vị trí thứ 103, giảm 46 bậc sau 5 năm, thấp hơn nhiều so với vị trí các nước khu vực như Malaysia xếp thứ 13, Thái Lan thứ 36, Indonesia thứ 39, Campuchia thứ 44. Cái chuyển giao công nghệ trong các cái dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài thì chúng ta phải hiểu là gì? Là đây là cái chuyển giao ngang, tức là chuyển giao các cái công nghệ đã được thương mại hóa giữa các doanh nghiệp với nhau, và cái doanh nghiệp mà có công nghệ ở nước ngoài chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước mà đa số họ chiếm 100% vốn, thì thực chất chỉ là cái chuyển giao quyền sử dụng công nghệ. Cho nên những cái mong muốn của nhà nước Việt Nam thực sự là cũng chưa đạt được. Điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI mới đây cũng cho thấy các doanh nghiệp FDI mới chỉ mua khoảng 26,6% thiết bị đầu vào từ doanh nghiệp Việt Nam, còn lại là nhập khẩu và nhập từ công ty mẹ. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp Việt Nam đang được hưởng lợi rất ít từ hiệu ứng lan tỏa do dòng vốn FDI mang lại qua quá trình chuyển giao công nghệ, chuyển giao kiến thức và nâng cao năng suất. Về vấn đề về chuyển giao công nghệ, đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi cho rằng nó là cái hạn chế của chúng ta trong suốt 30 năm qua. 30 năm đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thế nhưng cái việc mà các doanh nghiệp nước ngoài chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của Việt Nam cũng còn khá là hạn chế. Có thể các doanh nghiệp nước ngoài chuyển giao cho các cái doanh nghiệp mà liên doanh liên kết của họ là có. Thế nhưng để trực tiếp các doanh nghiệp Việt Nam mà tiếp cận với các doanh nghiệp, với các công nghệ mà của, đặc biệt là công nghệ nguồn, công nghệ của các nước tiên tiến, thì cho đến nay thì cũng còn khá là hạn chế. Các chuyên gia cho rằng 30 năm nhìn lại, FDI đã đóng góp nhiều cho nguồn vốn xã hội, phát triển sản xuất, tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn mà chúng ta nên hướng đến khi thu hút FDI vẫn là việc tiếp cận các công nghệ hiện đại, giúp nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về công nghệ với các nền kinh tế phát triển. Sau 30 năm, dù đã thu hút được 128 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, nhưng mối liên kết giữa các doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước trong chuỗi giá trị còn lỏng lẻo, doanh nghiệp Việt Nam vẫn khó bước vào chuỗi giá trị. Chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ,
như cao su kỹ thuật cho ngành công nghiệp và dân dụng, doanh nghiệp nhận định, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp nước ta vẫn khó bước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện nay thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn ở chỗ là cái sản phẩm nó phải mang cái tính chất lượng nó đồng đều. Từ sản phẩm thứ nhất đến sản phẩm thứ 1 triệu chẳng hạn thì nó phải đồng đều. Đối với những công ty mà quy mô nhỏ gia đình thì thật sự là rất là khó khăn. Khi mà làm như vậy thì không có ghi chép lại hết. Đối với những công ty lớn thì nó có sự ghi chép rõ ràng, có lưu hồ sơ. Hiện Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất một số mặt hàng công nghiệp có giá trị cao như điện thoại di động, máy tính bảng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu cho các nhà đầu tư. Sự liên kết giữa khu vực FDI với khu vực doanh nghiệp trong nước cùng tham gia chuỗi giá trị chưa đạt như kỳ vọng. Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và hoạt động chuyển giao công nghệ còn ở mức thấp. Để cái công nghệ phụ trợ, cái công nghiệp phụ trợ của chúng ta đó, thì chúng ta đã nói về đề tài này cũng cả gần chục năm nay. Tôi nghĩ thì cái điều mà chúng ta chưa thực hiện được những kết quả mà chúng ta mong muốn, tôi nghĩ là do cách làm của chúng ta. Tôi nghĩ là có lẽ là cái nói đơn giản nhất là chúng ta thiếu cái sự cái là gắn kết và thực tế, trên cơ sở thực tế giữa nhà nước và doanh nghiệp, tức là cái người làm sản xuất. Nguyên nhân các doanh nghiệp trong nước và FDI chưa kết nối, các nhà đầu tư cho biết đại đa số các doanh nghiệp địa phương ở Việt Nam chưa sản xuất được sản phẩm phụ trợ, đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp FDI. Doanh nghiệp thiếu kỹ năng lao động, quản lý, ít đổi mới công nghệ, khó tiếp cận tài chính, thiếu tính lan tỏa từ các đối tác nước ngoài đến các doanh nghiệp trong nước và rất ít doanh nghiệp kết nối được vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nguyên vật liệu thì cũng phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nguyên vật liệu được bảo quản theo đúng quy chuẩn, rồi đối với lại nước ta thì những công ty mà gia đình như vậy thì làm thì thật sự là ta mua ở những thị trường trôi nổi thì rất là khó tham gia vào công nghiệp phụ trợ. Theo các chuyên gia, Việt Nam vẫn xuất khẩu tập trung vào gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp. Các doanh nghiệp sản xuất trong nước mới chỉ tham gia vào khâu hoàn thiện sản phẩm bằng việc làm ra các loại bao bì, sách hướng dẫn, linh kiện chi tiết mà chưa vươn tới các linh kiện quan trọng có giá trị gia tăng cao hơn. Hiện nước ta chỉ có khoảng 300 doanh nghiệp đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng, nhưng là cung ứng thay thế không phải sản xuất. Trong đó chỉ có khoảng 2% là doanh nghiệp lớn, 2-5% là doanh nghiệp vừa, còn lại là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Từ thực trạng trên, để thu hút FDI mang lại hiệu quả cho sự phát triển kinh tế một cách bền vững là bệ đỡ của các doanh nghiệp trong nước, cần đẩy mạnh kết nối chuyển giao công nghệ thu hút từ FDI liên kết các doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư. Là nơi tập trung các hoạt động công nghệ cao, nơi thu hút các nhà đầu tư có hoạt động sản xuất hàm lượng công nghệ cao. Trưởng ban Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban quản lý luôn đẩy mạnh thực hiện các chương trình liên kết chuyển giao công nghệ từ các nhà đầu tư, đồng thời kiến nghị chính phủ mở rộng các chương trình mang lại hiệu quả cao trong liên kết và chuyển giao công nghệ từ FDI. Hàng năm phải xúc tiến những cái kết nối giữa các cái trường đại học, viện nghiên cứu quốc tế, chứ không phải chỉ trong nước đâu, với các doanh nghiệp trong nước cũng như là với những cái doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp khởi nghiệp, để làm sao mình thúc đẩy cái kết nối chuyển giao công nghệ. Và không chỉ dừng đó ở đó, mà mình có cái chương trình hỗ trợ để thương mại hóa cái sản phẩm ấy. Tại vì chuyển giao công nghệ thì công nghệ nó tạo ra sản phẩm nó cũng nằm đó thôi. Để làm sao cái sản phẩm đó bán được ra thị trường thì chính là có cái chương trình ở khu nghề cao đang xúc tiến đó, là hỗ trợ để thương mại hóa. Đó thì chúng tôi đang thực hiện với 5 cái dự án đầu tiên và kỳ vọng sắp tới sau cái thí điểm này đó thì sẽ kiến nghị với thành phố để tiếp tục cái chương trình này mở rộng hơn nữa trong lĩnh vực MEMS. Nhiều địa phương trên cả nước cũng tích cực thực hiện mục tiêu chính phủ, vừa tăng cường thu hút FDI làm bệ đỡ phát triển kinh tế, vừa đẩy mạnh các hoạt động liên kết chuyển giao với các doanh nghiệp trong nước. Hiện nay chúng tôi cũng đồng hành cùng với chỉ đạo của chính phủ, rồi chúng tôi tìm những cái nhà đầu tư chiến lược hay đầu tư những cái dự án lớn, mà dự án ứng dụng công nghệ cao. Như thực tế vừa qua thì cái công nghiệp nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của tập đoàn của Mabin đã đầu tư vào cái công nghệ là 4.0, trang bị những cái
thiết bị hiện đại, giảm được cái chi phí sản xuất rất là đáng kể để tăng cái giá trị tăng lớn. Chúng tôi cũng đầu tư vào những cái doanh nghiệp có đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chúng tôi không tìm một cái mỗi doanh nghiệp nhỏ lẻ không gắn kết trong cái chuỗi giá trị sản xuất là chúng tôi rất là hạn chế. Đại diện lãnh đạo một số tỉnh thành cho biết để thực hiện đúng mục tiêu này, thời gian qua các tỉnh thành đã từ chối những dự án không mang lại lợi ích cho cộng đồng, những dự án không chuyển giao công nghệ và liên kết với các doanh nghiệp trong nước. Đối với Tiền Giang, chúng tôi cũng từng từ chối những cái dự án mà không gặp nhau giữa lợi ích của cộng đồng. Nếu mà nhà nông có lợi, nhà đầu tư có lợi mà môi trường bị phá hủy thì có lẽ là chúng ta phải cẩn trọng. Cho nên bên cạnh hết sức là thực hiện các cái chính sách ưu đãi nhà đầu tư thì chúng ta đảm bảo cái hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, của người nông dân và lợi ích của cộng đồng dân cư mà nơi nhà đầu tư đó đặt nhà máy hoặc sản xuất kinh doanh. Nghĩ rằng trong các giải pháp thì lựa chọn cái ngành nghề, đặc biệt là trong cái sự biến đổi rất lớn trong cái cuộc cách mạng công nghệ hiện nay, nhất là người ta hay nói đến cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì nó tác động và thay đổi cái cấu trúc của cái nền kinh tế thế giới. Do đó chúng ta cũng phải lựa chọn cái chỗ này và nên có những cái ngành hàng mà nó tác động đến cái sự phát triển bền vững cho đất nước. Không chỉ ở các địa phương, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học Công nghệ cũng cho biết, hiện nay nhiều chương trình về chuyển giao công nghệ và đẩy mạnh kết nối đang được thực hiện xuyên suốt cùng quá trình thu hút FDI. Vấn đề quan trọng nhất là ngoài vấn đề hệ thống chất lượng đã có rồi, chúng ta phải có những chứng chỉ chất lượng ngành nghề. Chẳng hạn như là ngành ô tô thì phải có chứng chỉ chất lượng TS 16949. Ngành cung cấp nước thì chúng ta phải có AS 1646. Và những ngành nghề khác thì phải có những cái chứng chỉ chất lượng tương ứng. Riêng đối với những cái thị trường mà khó tính giống như là thị trường Đức chẳng hạn thì phải có những chứng chỉ chất lượng khác kèm theo như là VDA 603, vân vân. Thì nếu mà chúng ta muốn tham gia vào thị trường phụ trợ, trước hết là chúng ta phải xây dựng cái đội ngũ quản lý chất lượng tốt. Khi mà có đội ngũ quản lý chất lượng tốt rồi thì chúng ta mới có hệ thống chất lượng, rồi chúng ta có làm ra được với những sản phẩm chất lượng và cái vấn đề truy xuất nó rõ ràng, tức là những cái sản phẩm chúng ta định danh nó rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, theo các doanh nghiệp, để việc chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh, doanh nghiệp trong nước phải nỗ lực đổi mới tư duy quản lý theo hướng hiện đại, tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao kỹ năng và trình độ lao động, tăng năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Cụ thể, theo các doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm phải đồng đều. Hiện nay phải nói có rất nhiều chương trình. Bây giờ chúng ta có cái chương trình về chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ quốc gia, chương trình sản phẩm quốc gia, các cái chương trình liên quan công nghệ cao. Phải nói đây là một trong những cái chính sách rất là ưu việt của chúng ta. Và ngay cả các địa phương cũng chủ động có các chương trình như thế. Và hiện nay chúng tôi cũng đang liên tục tổ chức các cái chương trình về giới thiệu cung cầu, giới thiệu công nghệ, rồi trình diễn công nghệ. Và đặc biệt là kết nối cung cầu giữa các cái đơn vị có cái công nghệ cao và với lại các cái đơn vị mà có nhu cầu về đổi mới công nghệ. Theo các chuyên gia, cần cải cách toàn diện như cải cách thủ tục hành chính, có những cơ chế chính sách ưu đãi phù hợp để khuyến khích thúc đẩy các khu vực kinh tế tham gia vào chuỗi sản xuất, đồng thời xây dựng cơ chế riêng về tín dụng hoặc các quỹ bảo lãnh để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi có điều kiện tiếp cận và chủ động nguồn vốn trong triển khai kinh doanh, cũng như xây dựng cơ chế liên kết bền vững trong chuỗi cung ứng. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.